7 năm Hơn 2.500 video Cần 2 triệu người theo dõi Những con số trên là minh chứng không thể phủ nhận cho vị thế của phê phim Kênh Youtube về điện ảnh số 1 Việt Nam Và đây cũng chính là khách mời tiếp theo của The Creator X Youtube Chương trình kỷ niệm 10 năm Youtube chính thức hoạt động tại nước ta Nhân dịp House of the Dragon mùa 2 và kết thúc Mình có một món quà cực kỳ đặc biệt muốn gửi đến mọi người đây Trong 50 phút tới, hãy cùng mình tìm hiểu Cơ duyên nào đã khiến một đôi bạn thân từ cấp 2 cùng nhau bắt đầu hành trình YouTube? Là anh. Ờ, ừ, bởi vì khi đó anh là thằng uh, thất nghiệp, công việc đấy rất chán và anh có rất nhiều thời gian rảnh trong lúc anh làm. Anh thậm chí còn uh, đi vào nhà vệ sinh và ngủ. <laughs> ngồi trên bồn cầu. <laughs> bồn cầu ngồi để tay thế, xong rồi lúc đi ra chẳng chút đỏ ấy. <laughs> những khó khăn, thử thách mà họ đã gặp phải trên hành trình này và, và cái sự thật về cái sự gọi là ảo tưởng sức mạnh của mình nó đến một cách rất là dữ dội. Và thú vị nhất là những bí quyết để duy trì ngọn lửa đam mê của phê phim anh nghĩ cái câu hỏi em vừa hỏi là cái câu hỏi quan, quan trọng nhất, câu hỏi quan trọng nhất về, về bộ phê phim ấy phải trả lời và xin phép không nhiều lời nữa chúng ta vào việc thôi. Xin chào anh Giang và anh Nhân cảm ơn hai người rất nhiều vì đã có mặt ở The Creator X YouTube. Thật ra có một điều nữa mà em muốn cảm ơn hai anh, đấy cũng là cái thứ mà em rất hay chia sẻ với cả những người thân, bạn bè của em khi nói về quá trình làm việc của em tại phê phim, đó là em muốn cảm ơn <laughs> anh Giang và anh Nhân bởi vì đã giúp em có ngày hôm nay. cụ thể là nếu mà không có hai anh đã chấp nhận em vào về phim và dạy cho em những cái bài học liên quan đến làm việc cuộc sống và thậm chí là những cái rộng hơn như thế thì em nghĩ là em sẽ không thể nào có ngày hôm nay nên là ok, có thể sẽ podcast này sẽ phải cảm ơn hơi nhiều nhưng mà cảm ơn ừ. hai anh rất nhiều và để chúng ta có thể phá băng cho buổi nói chuyện này để không khí nó có thể vui tươi hơn một tí thì câu hỏi đầu tiên đó là nếu mà được chọn sống cuộc sống của một nhân vật ở trong house of the dragon hoặc là game of thrones thì hai anh sẽ lựa chọn làm nhân vật nào? Anh đã nghĩ rất nhiều từ cái lúc em gửi câu hỏi cho anh đến giờ. Anh có hai đáp án. Đó là là nếu mà 10 năm trước anh sẽ chọn Ramsey Bolton hoặc Geoffrey Bratian. em <laughs> 10 năm trước nhá. Lý do của anh là anh rất thích nhìn mọi thứ bốc cháy và anh rất thích sầu tính với mọi người. Nhưng mà bây giờ anh sẽ chọn người khác, đó là Drogo một người chồng tốt, một là người có trách nhiệm. Tôi có lại tất cả thứ hoàn hảo luôn anh là cái đôi Drogo um, và Danny là cái đôi thứ nhất mà anh kiểu ủng hộ trong cái phim đấy Rất là tiếc khi họ chết Ờ, ừ, Anh nghĩ là kết cục tốt nhất cho trong show thì dành cho những người như là Jon Snow là được sống tự do ừ, Thì đó là cái mà anh luôn theo đuổi, đúng rồi Là không có gì quý bằng độc lập tự do ừ, Cô trả lời có vẻ hơi boring nhưng mà đấy Anh thấy khá đúng với anh Trong 7 năm vừa rồi, uh, những cái content chẳng hạn như là về siêu anh hùng hoặc là về những bộ phim chiếu rạp dạ, Thì có thể là anh Giang hoặc anh Nhân viết và edit và những người khác cũng có thể viết Nhưng mà content về Game of Thrones và House of the Dragon Thì luôn luôn là combo anh Giang và anh Nhân Hai người sẽ luôn luôn trực tiếp đứng ra Và làm tất cả mọi thứ cùng với nhau Từ viết kịch bản này cho đến thu âm cho đến edit Và thậm chí là theo nhau em biết thì còn làm cả thumbnail Tức là về cơ bản là hai người phối hợp với nhau Nhột nhuyễn từ đầu đến cuối Vậy thì câu hỏi mà em muốn đặt ở đây Đó là tại sao luôn luôn là Giang Lê và Nhân Đặng Ở tất cả những thứ liên quan đến Game of Thrones Điều gì đã khiến hai anh liên tục đứng ra Và trực tiếp làm nội dung liên quan đến series này ok về việc um, tại sao là game of thrones thì có nhiều lý do lý do đơn giản nhất là đây là cái series đã gọi là bắt đầu cái sự phát triển của phê phim mà chúng ta biết ngày hôm nay uh, và nó gắn liền với cái sự phát triển không chỉ của kênh mà của cả mối quan hệ của anh với lại nhân nữa uh, thì uh, uh, đấy um, anh cũng đã ra một số video khi mà bắt đầu kênh cái video mình ra đầu tiên không phải là game of thrones đúng không À, ừ. Alien. Alien, Alien, review, Alien, review phim Alien đấy. Nhưng mà những riêng cái video đấy thì một mình nó cũng không không gọi là thu hút được quá nhiều người xem. Đấy. Mãi cho đến khi mà anh làm cái video, anh và nhân làm video phân tích um... trailer mùa 7 Đúng rồi, phân tích trailer mùa 7 Thì ban đầu nó cũng không quá nhiều view đâu. Và anh với nhân thực ra cũng làm thêm vài video nữa là về thế giới của Game of Thrones, về cái um, lore của nó. Ban đầu lúc đấy cũng đang hơi nản. Cho đến khi là đủ một ngày là tự nhiên nhận được mấy cái notify và nhân là người nhắn anh đầu tiên anh thì lúc đấy không biết gì cả, đang đi du lịch ở châu Âu. Đấy, là tự nhiên view bắt đầu lên. Đấy, sau lên vài nghìn, sau đấy lên chục nghìn. Đấy. Thì anh với nhân dùng luôn cái đấy làm kim chỉ nam để tiếp tục làm về Game of Thrones. Đấy, thì sự hứng thú của mọi người ở đâu thì mình uh, khai thác tiếp vào đấy. Thì đấy, sau đấy là đến khi ra season 7 và uh, ra bọn anh là ra phân tích từng tập. Thì view nó cứ tăng dần theo từng tập một. Đấy, có view, có video thì 10 nghìn, sau 20 nghìn, 30 nghìn, 40 nghìn. Đấy thì đấy là cái điểm lên đầu tiên và đấy lý do thứ hai nữa thì một lý do đơn giản là đây là một cái show có thể nói là độ hoành tráng cao nhất từ trước đến nay để không nói về cái mặt về chất lượng đi về cái độ sâu sắc cái mà nó cũng có nhưng mà cái lớn nhất vẫn là đấy không bao giờ chúng ta được xem một cái show với quy mô đồ sộ như thế và anh với cái uh, trí tưởng tượng trẻ thơ lúc đó thì nó là thỏa mãn tất cả những gì anh muốn có ở một cái bộ phim cho đến bây giờ vẫn vậy House of the Dragon thì để kể cả nó không hay thì anh nghĩ có lẽ anh với nhân vẫn sẽ làm vì cái trách nhiệm với người xem và vì cái um, tình cảm vì, mà mình đã gắn bó với nó. Nhưng mà đấy cho đến bắt đầu season 2 này và cả season 1 nữa thì anh thấy chất lượng rất là tốt. Cái việc làm về nó vẫn là một trong những thứ mà đem cho lại đem lại cho anh nhiều hứng thú nhất. Ừ. Kể từ khi mọi người làm video Alien Confident đầu tiên ừ. và những cái video game of Thrones đầu tiên thì lúc đấy mọi người có hình dung là tôi sẽ phát triển phê phim đến quy mô ngày hôm nay không? Hay là lúc đấy đơn giản nó chỉ là ờ cái này thì hay, th hay nhỉ mình thích thì mình làm thôi nhân lúc đấy nghĩ gì không nghĩ gì cả tại vì lúc ấy mình cũng còn trẻ ấy, với lại cái việc mà có một cái công một cái việc làm cho, cho đam mê ấy, về phim ảnh là một cái mình, mình thích thì mình làm thôi còn không thể tính được là nó sẽ được bao nhiêu view vì cái đấy mình không có kiểm soát mình chỉ kiểm soát được chất lượng của video và cái đấy mình làm tốt nhất có thể thì có thể họ có thể nó sẽ được có thể không nhưng mà phần trăm nó không được rất cao nhưng mà mình vẫn làm thôi anh thì lúc đấy suy nghĩ hoàn toàn não trái rồi là cái đấy chưa ai làm nhiều. Ừ, tức là nó 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 mang tính con số, nó mang tính logic nhiều hơn. Ừ, đam mê thì cũng có, nhưng mà anh không nghĩ là lúc đấy cũng không bằng cái việc là lúc đấy anh đang khá vô định, tức là vừa nghỉ việc xong không biết làm gì và uh, thấy rằng uh, cái việc uh, mà mà có thể làm YouTube và phát triển và được biết đến thì nó là một cái khi đó nó rất là hợp lý về cái mặt gọi là logistic, nghĩa là công sức bỏ ra, tức là cái cái nguồn vốn bỏ ra nó không hề lớn. Đấy, nó hoàn toàn về mang về chất xám là chính và cái độ gọi là có thể viral của nó rất là cao thì đấy dưới góc độ là uh, sắc xuất như vậy về con số như vậy thì đối với anh nó là lựa chọn dễ dàng. Ừ. Um, mọi người có nhớ cái inflection point cái video nào ừ. sau thời kỳ Game of Thrones mà giúp anh Giang quyết định là ok how about chúng ta mở công ty? ít, ít, ít. trong lúc Game of Thrones thì vẫn nghĩ là làm vui thôi ừ, làm một cái dự án đam mê là chính bởi vì view thực ra lúc đấy tuy khá cao so với bất cứ thứ gì anh với nhân có thể tưởng tượng thì nó vẫn chưa đến cái mức đấy ờ, thì anh nghĩ vẫn nghĩ là sẽ theo game of thrones mãi đấy, nhưng mà sau đó anh xem cái phim ít thì nó cũng là một phim mà anh cũng có thể mổ xẻ khá là tỉ mỉ ờ, bởi vì nó cũng dựa trên một cái tác phẩm khá là kinh điển uh, của stephen king thì cái lượng view lại quá cao ờ, sau đấy lên một triệu view là một con số kiểu khi đó thấy ở ờ, như trong mơ ấy đến bây giờ anh vẫn thấy là đấy là một con số quá lớn với một người khi đó biết quá ít như vậy và quá nhỏ bé như vậy thì đấy là cái bài học mà anh sẽ sau đó phải học trong một thời gian dài là 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 đón nhận cái gọi là sự 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 công nhận lớn như vậy ở một cái thời điểm mà mình chưa bao giờ có một cái sự công nhận nào mà to đến mức đấy như thế nào đấy nhưng mà đấy là cái video mà bắt đầu cho anh thấy hướng đi đấy và sau đó nữa thì là khi mà ra Thor Ragnarok đấy, wow. ừ, và bắt đầu của kỷ nguyên của những cái bộ phim uh, siêu anh hùng và crossover ấy ừ. Anh Nhân lúc nãy cũng vừa nói là hồi trước thì anh sẽ relate với cả Ramsey Bolton với Cả nhân vật Min Anh có mua đồ chơi ở thằng đấy ấy. <laughs> của thằng Anh ấy có đồ chơi á Ờ cái ừ. Pop fin ừ. Vinyl ấy Ờ ừ. Cái đầu lắc lắc ấy để bán cho những thằng như mày đúng <laughs> Nhưng mà cái đấy là một cái mà sau này hay là Nếu mà là một người như thế thì Điều gì đã mang hai anh lại với nhau kiểu phải Em nghĩ là phải gần 20 năm trước Điều gì đã chất kết dính connect hai người lại với nhau ừ. Pokemon Ừ. <laughs> Pokemon uh, sẽ là nói chung sẽ là cái cái um, interest giống nhau uh, những cái sở thích là hoàn toàn khớp nhau uh, không chỉ game và cả phim đấy. hồi đấy là bọn anh còn uh, đến phim. đến mức mà xem phim có mạng, ờ ừ, ừ, đúng à, rồi là một hai ba play cùng xem trên trang lộng <laughs> em có nhớ <laughs> ừ, tức là bây giờ họ có những cái app để mà xem phim cùng nhau rồi ừ. đúng không và và cái việc gọi là uh, giờ có có discord đúng không hay là skype các thứ mà gọi rất là rẻ Có plugin của ừ. Netflix Hồi đấy mình gọi thì cũng phải mấy chục nghìn một cuộc ấy nhỉ ừ. Hồi đấy chat Yahoo ấy chứ chả gọi Không à. có gọi mà có Gọi à? Ừ Nhớ xem, xem The, The gọi phim không? Ừ thì hồi đấy là Hồi đấy có trang uh, phim lậu của Việt Nam Lốt rất nhanh Ừ tên là i One. Đấy thế là anh với Nhân là cùng xem mấy phim Như là Pokemon rồi uh, The Ring ừ. Nhớ The Ring ừ. Rồi uh, ừ. còn đánh Pokemon với nhau rất là nhiều ừ. battle. Khi đó cũng không nghĩ nhiều là tại sao hai cái đấy là có thể kết nối lại anh ở với nhau Nhưng mà đấy càng dần dần thì càng hiểu hơn và cái việc mà vẫn ở bên nhau thì nó chứng tỏ cái sức mạnh của cái đấy giá trị của cái đấy ừ. thật ra về phim thì lúc đấy chưa rõ lắm Đây là kiểu sau này kiểu thì lúc mà bắt đầu về phim thì tự nhiên mình rủ là làm không thì mới bắt đầu nghĩ chứ trước là không thời gian dài là không nói gì về phim với nhau cả nói chung là không biết là cái kiến thức của nhau về phim ở đâu ấy Nên nói chung là chắc là người an toàn nhất để về về phim vì tin tưởng nhau để làm thôi vậy thì cái lời mời bắt đầu với phim là đến từ ai là không anh đến từ anh ừ, bởi vì khi đó anh là thằng uh, thất nghiệp <cười> <cười> và có cái ý tưởng đấy ừ, nhưng mà ừ, mày có nhớ ở đâu không Chops ừ. ừ. ba nơi uh, những cuộc họp rất quan trọng về phim thường diễn ra vậy thì uh, điều gì khiến anh đồng ý nhân đồng ý khá là nhanh ấy lúc lúc đấy anh còn có một công việc full time đúng không? đúng nhưng mà công việc đấy rất chán và anh có rất nhiều thời gian rảnh trong lúc anh làm anh thậm chí còn uh, đi vào nhà vệ sinh và ngủ kiểu <laughs> ngồi trên bồn cầu á à? bồn cầu ừ. để tay thế ừ. xong rồi lúc đi ra chạm rất <laughs> đỏ ấy ừ. trong khoảng thời gian em làm việc với phim thì có một cái vấn đề mà cái cách làm việc đấy nó có thể dẫn đến là ví dụ như kiểu cái quan điểm của em về một bộ phim nó có thể đi ngược lại cái quan điểm của mọi người của khán giả đại chúng vậy thì ví dụ như kiểu em khen một bộ phim A là hay nhưng mà khán giả lại không thấy bộ phim A là hay thì hai anh nghĩ là làm thế nào hồi đầu thì em sẽ bị question em sẽ bị tự chất vấn lại cái cái hiểu biết cái kiến thức cái cách mà mình đang nghĩ về bộ phim đấy vậy thì hai anh với gần 10 năm làm việc thì hai anh xử lý cái vấn đề đấy thế nào có phải lúc nào mọi người cũng đúng không và nếu mà tôi đi ngược lại mọi người tôi khác mọi người thì làm thế nào để biết là mình đúng và mình không bị sai anh nghĩ cái câu hỏi em vừa hỏi là cái câu quan hỏi quan trọng nhất đấy là cái câu hỏi quan trọng nhất về của phê phim ấy phải trả lời qua từng giai đoạn qua mỗi giai đoạn từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ mà uh, gần đây thì anh mới gọi, gọi là bắt đầu hiểu ra hơn là nên trả lời cái câu hỏi đấy như thế nào ấy còn đúng là khi mà anh mới bắt đầu thì anh không có một cái khái niệm gì cả về cái việc là mình nên dung hòa uh, cân bằng cái việc uh, cảm xúc uh, và cái nhận định của mình với cái ý kiến của khán giả như thế nào đấy anh đã lạc lối rất nhiều lần rồi đã rất nhiều lần là ok khi bắt đầu thì không đúng không khi bắt đầu thì mình vẫn có thứ nhất là cái hào quang của cái sự bắt đầu một cái sự mới mẻ và um, khi đó kiểu cái mặt um, bằng chung của cái việc phê bình ở việt nam thì nó cũng đang chưa cao đấy cho nên là những cái phê bình của anh tuy nó rất đơn điệu nhưng mà nó vẫn um, rất là nhận được nhiều sự hưởng ứng nhưng mà đấy dần dần thì tất nhiên là sẽ phải gọi là dẫn đến xung đột với khi mà anh đưa ra những cái cảm xúc nó quá cá nhân cái đấy không thể tránh được bất cứ cái gì cả uh, là là sẽ có những người không đồng ý với mình bởi vì đơn giản là thứ nhất là trải nghiệm cuộc sống khác nhau, đúng không? Tất cả những gì anh trải qua thì không giống một ai trên thế giới này cả. Đấy. thứ hai là cái số lượng phim xem cũng khác nhau, dẫn đến những cái gu khác nhau. Ví dụ như là anh đã xem một phim mà uh, rất giống một cái phim làm từ trước đây và anh thấy nó không cải thiện nhiều so với bộ phim đấy. Thì nếu mà có một khán giả chưa xem cái bộ phim trước kia và họ xem cái bộ phim mới này và họ thấy là ồ oh, đột phá quá thì tất nhiên là sẽ dẫn đến là cãi nhau rồi. Đấy. Ok, cái đấy là một chuyện đúng không? Cái đấy là ai cũng biết, nhưng mà trong một thời gian thì anh bị nghĩ sai theo hướng là uh, ok, mọi nhận định về nghệ thuật đều là chủ quan. Đấy, ok có thể cái đấy đúng đi. Em đang bị nghĩ thế đấy. Ừ, ừ đấy. <cười> <cười> thì um, cái sự uh, vật lộn của anh trong cái việc trả lời cái câu hỏi đấy và chấp nhận cái sự thật đấy, nó đã dẫn anh đi qua quãng rất nhiều giai đoạn. Thứ nhất là uh, ok, tất cả đều đúng và chúng ta <laughs> sẽ phải review thật an toàn để không làm ai giận tất cả đều đúng ở đây là quan điểm của ai cũng đúng đúng. đúng. À, ok là giá trị thuật đây là ai cũng ừ. ok ừ. có ý kiến riêng nhưng mà sau anh nhận ra rất stupid anh xin lỗi excuse my French. đấy ok đúng là ai cũng có quyền nêu ý kiến nhưng mà đúng là có những ý kiến của một số người thì không bằng những ý kiến của những người khác. tất nhiên ừ. là anh sẽ không đi so ừ. ý kiến của roger ebert một người đã xem kiểu hàng chục nghìn bộ phim với một người kiểu mới bắt đầu xem phim và có cảm xúc rất mạnh với bộ phim đấy. đấy tức là mọi người anh chính anh cũng hay bị hiểu nhầm là mình đã có cảm xúc rất nhiều với một bộ phim nào đó nó làm cho mình rất nhiều cảm xúc chứng tỏ mình hiểu nó no way có những thứ ở trong đấy mình chưa giải thích được cái việc mình có cảm xúc nó chỉ là cái kim chỉ nam cho cái việc là ok trong phim này có rất nhiều thứ động đến cảm xúc của mày đây này và hãy dùng cái đó để mà đi đào sâu vào hơn đi là cái gì của bộ phim làm như thế bởi vì cái được niềm tin của anh bây giờ ấy là phim là một nghệ thuật khách quan là một thứ khá là khách quan tức là tất cả những thứ mà cho mình cảm xúc có thể giải thích được tất cả những cái quyết định của nhà làm phim đều là đưa ra trang giấy và dựa trên những cái quyết định nhỏ của họ ở trên trường quay bây giờ anh mới rẽ lại đúng hướng là có niềm tin hơn vào những cái um, nhận định của mình và liên tục trao dồi để cái kiến thức phim của mình đủ để gọi là backup được những cái lý lẽ đấy. đấy tất nhiên là mình cũng sẽ không đến mức quá cứng đầu là ok đưa ra một cái nhận định và sau đó mình cứng đầu với nó mãi mãi không mình chỉ coi nó là cái việc mình đưa ra ý kiến và nếu có ai đưa ra uh, cái phản biện cho cái đấy thì mình sẽ khảo sát nó lại một cách rất khoa học rất là uh, với tư duy phản biện biết đâu mình sai đúng không thì đấy là cái cơ hội để mình học đấy, đấy còn đây tóm lại là đấy là cái chặng đường lòng và lòng vòng đã đi rất là nhiều sau này uh, mình còn uh, làm một cái panel mấy người ngồi với nhau ý kiến khác nhau để mà đưa ra một cái uh, gọi là nhận xét bao quát nhất đúng không một góc nhìn toàn diện và khách quan nhất đấy nhưng mà đấy cái gì mà nhiều quá bao quát quá thì nó cũng chả có một tí chiều sâu nào cả đúng không? nó sẽ như một cái vũng nước thôi, nó sẽ shallow như thế. đấy cho nên bây giờ thì anh đang tìm cách là thể hiện một cách uh, I guess là duyên hơn những cái thứ mà mình tin vào một cách mạnh mẽ, đấy, chứ không gọi là chơi kiểu ba phải nữa, đấy tôi ở giữa nữa, ừ, bởi vì cái đấy không đem lại cho ai một cái giá trị gì cả. đấy và không chỉ trên phim ảnh mà anh cảm thấy trong cuộc sống nữa mình cũng phải có quan điểm. đấy những cái nhà làm phim hàng đầu mà anh xem, đấy những cái phim mà người ta có thể phân tích một uh, trăm cách khác nhau được kìa họ cũng có một cái vision nhất định, họ cũng có một cái lối nhìn cuộc sống nó rất là rõ ràng mà họ đang thể hiện trên phim một cách tinh tế. Đấy. Chứ, chứ, chứ uh, không, mọi thứ không không chủ quan như mình nghĩ. Uh. Ừ. Đấy sao là một cái quan điểm mà em nghĩ là em cũng đồng tình khá là nhiều là bản thân trong cái việc mà mình viết một cái bài viết mà mình tạo ra một cái video đi thì mình cũng có thể tạo ra rất nhiều những cái quyết định nhỏ và những quyết định ví dụ một cái quyết định như là mình phrase cái câu đấy như thế nào hoặc là mình sử dụng âm nhạc như nào mình uh, sử dụng cái visual cái hình ảnh như nào nó cũng có thể tác động đến cảm xúc của khán giả đúng là nếu mà mình có thể nhìn được các bộ phim các cái sản phẩm nghệ thuật với một góc nhìn nó khoa học nhất có thể thì lúc đấy mình có thể đánh giá nó cái đấy nó dẫn em đến một cái câu hỏi khác là làm thế nào để anh có thể validate đánh giá rằng đây là một cái bài review làm thế nào để anh sang với anh nhân có thể validate là đây là một cái giọng nói một cái tiếng nói một writer họ phù hợp với các tiêu chí để có thể lên phim, phim. anh 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 tìm gì trong những cái writer và những cái bài viết đó anh anh thì không trực tiếp viết hay là tuyển người nhưng mà khi đọc một bài review mà người đấy nói như Giang nói là nói quá chung chung và cái gì cũng muốn nói thì nó không phải một bài review tốt tức là kiểu tôi khen nhạc phim đoạn này hay hoặc là nghệ xuất của ông bà này ok nó không liên quan gì đến nội phim người ta không đến một cái video để nghe cái đấy ừ, anh cũng nghĩ là review thì chính anh khi xem review chẳng hạn thì anh muốn được khai sáng hơn về cái thứ mà anh đang tìm cái review đấy. Đấy, bất cứ là gì thì chẳng nữa không chỉ là phim đấy, và 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 um, đấy riêng về phê phim thì um, anh sẽ nói chung chung thì là một cái bài viết tốt đúng không cái đấy thì cũng uh, khó mà nói ra chính xác là bài viết tốt là như thế nào nhưng mà với anh với phê phim thì nó là đúng cái tinh thần tình yêu với phim ảnh đấy và cái mong muốn để lan tỏa cái tình yêu đó và nó dựa trên cái cách hiểu um, đấy có phần chủ quan của anh về tình yêu ừ. Lúc nãy anh giang còn nhắc đến một cái cụm từ có dùng một cái cụm từ mà em thấy rất là ấn tượng là hào quang của sự mới mẻ và em cũng xin phép bổ sung thêm cái phần sau là hào quang của sự mới mẻ và sự công nhận khán giả vậy thì trong quá trình phát triển phê phim thì lúc nào mọi người nhận ra là ồ oh, hình như là mình đang có một cái hào quang xung quanh mình cần phải ý thức và mình cần phải biết cách sống là cái đấy để đỡ bị cuốn theo cái hào quang đó mình nghĩ là liên tục nhìn lại mình thôi ừ, và va vấp đấy thì anh đa số là vì vấp và, và cái sự thật về cái sự gọi là ảo tưởng sức mạnh của mình uh, uh, nó đến một cách uh, rất là dữ dội đấy không, không tránh được đấy sẽ là hoặc là ý kiến phản hồi của khán giả đấy hoặc là chính tâm mình cảm thấy không thoải mái có những video anh viết ra nhiều view nhưng mà sau đó mình cảm thấy lân cấn đấy thì cái trách nhiệm của mình là phải dùng những cái um, dấu hiệu đấy để mà tìm một cái gì đó sâu sâu thẳm hơn bên trong mình thôi tại sao mình cảm thấy như thế thì anh happy với cái công việc này ở chỗ là nó liên tục đặt mình vào cái vị trí để mà mình uh, xem về về nội tâm mình đang ở đâu. Đấy. Không tránh được. Ừ. Cái anh Giang vừa nói là nó happy bởi vì nó khiến anh và em có thể xin xin phép cụ thể hóa một tí là một người trực tiếp tham gia vào quá trình viết, quá trình đánh giá rất nhiều. Và nó giúp anh có thể phản tư vào gần như là phát triển không chỉ bản thân mình mà cả tổ chức nữa. Vậy còn anh Nhân, em muốn hỏi là ở phía phim điều gì khiến anh cảm thấy happy nhất? Bởi vì anh sẽ ít tham gia hơn vào quá trình viết chắc là anh sẽ trả lời nhưng mà nó không hẳn là cái ý của em đâu ừ. tức là cái từ đầu là mình là hai người làm một cái youtube và không biết là sẽ đi đến đâu ừ. nhưng mà cũng không nên được là một ngày nào sẽ ra một công ty và mình sẽ có một đội và cái quá trình tự nhiên xảy ra là một cái nơi làm việc rất là hoàn hảo rất là lý tưởng với anh rất là lý tưởng <laughs> với rất nhiều người là lý tưởng bởi vì như kiểu rất nhiều như kiểu anh hay ra là đều là những người rất là chán những cái công việc bình thường và để tạo ra một nơi kiểu hoàn hảo cho những người cũng như mình đến và cũng thích phim, còn có, có tuyệt vời đúng không? Và vâng. Vâng. mình được ở gần những người giống mình. Ừ. Rất nhiều uh, introvert ở phía phim, những người thích chơi board game và chơi Jackbox. Ừ. và thể hiện sự nớt của mình và à. cạnh tranh với nhau. <laughs> và chọn cạnh tranh với nhau. Anh nhân cũng vừa nhắc đến một cái là tập hợp của những người với tính cách và cách vận hành giống nhau và có một cái em rất là thích ở về phim. Ở về phim em có thể chơi game với bất kỳ ai. Và tất cả những người em chơi cùng họ đều cố gắng hết sức để có thể trở try hard hát, try hát. em rất thích cái đấy. Thật ra cá nhân em thì trong quá khứ em đã từng người bạn em bảo là bị try hát quá và kiểu làm cho cái công việc chơi game nó mất phần ấy. Vậy thì em muốn hỏi là cái sự try hát đấy ở trong cái phim nó xuất phát có phải xuất phát từ hai anh không? Và đã bao giờ cái 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 sự competitiveness đấy nó trở thành một vấn đề không chỉ trong mối quan hệ và trong cách làm việc giữa mọi người không? Not really anh nghĩ là nếu có thì còn đang ít cạnh tranh quá Ồ. trong công việc ừ. Ừ. Đấy, còn ừ. còn về game thì chơi nếu không thắng thì chơi làm gì đúng không yeah. ừ, và nếu mà thua mà không tức chứng tỏ là không chưa đủ động lực để thắng chưa à. đủ cố gắng ừ. <laughs> thế thì đây cũng là một cái câu mà anh đã từng chia sẻ ở trong unlock fm là thỉnh thoảng anh có suy nghĩ về việc uh, giá như có một cái đối thủ cạnh tranh ở trong cái mảng của mình thì mình sẽ có thêm rất nhiều động lực cái podcast đấy được lên sóng khoảng 2 ba năm trước thì đến bây giờ quan điểm của anh về cái đó là gì uh, nhìn lại nhá nhìn lại thì nó là suy nghĩ hơi anh không quá đồng ý với cái suy nghĩ đấy lắm nữa ừ, và nó hơi biện minh cho cái việc mình chưa làm tốt như mình mong muốn đấy và mình hướng ra ngoài đúng không kiểu there must be something wrong with the world phải có gì đó sai ở ngoài kia mà khiến cho mình chưa tốt như mức mình mong muốn đấy thì anh nghĩ là một khi cái 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 sự 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 uh mong muốn của mình đấy nó là để che giấu một cái gì đó, che giấu một cái khiếm khuyết của mình thì kể cả khi mà đạt được cái nguyện vọng đấy thì cũng sẽ không khác gì cả. Ừ. Cho nên đấy mình luôn có thể cạnh tranh mà, là mình luôn có thể tìm một ai đó mà mình thích, đấy, mà mình respect cái gọi là thành quả của họ, tác phẩm của họ và mình cố làm tốt hơn như thế và học của người ta. Còn uh, bây giờ thì đấy, đơn giản là anh không nghĩ theo hướng đến nữa. Thì uh, trước khi đến với phần tiếp theo thì em muốn có một cái phần nhỏ nơi các bạn khán giả đặt câu hỏi trong phim. Oh. Đây là phần em giữ bí mật cho mọi ừ. người. Ok, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Lê Hoàng Hiệp. Cho em hỏi anh nhân có thật không ạ? I skip rồi. Câu... <laughs> <laughs> câu hỏi tiếp theo là phim, phim có cân nhắc đến việc mở rộng sang mảng hoạt hình, hoạt hình không ạ? Về phim hoạt hình à? Yep. À. Tức là làm là nhiều content về hơn về hoạt phim hình. hoạt hình. Ừ. Bọn mình rất muốn chỉ là cũng nguồn lực chưa cho phép và cũng gặp nhiều vấn đề về uh, bản quyền nữa của YouTube, ừ. Ừ. nhất là phim Nhật Bản, anime nói chung. Còn bọn mình không phủ nhận chút nào giá trị của anime và um, gần đây anh cũng có xem bắt đầu xem rất nhiều. Cả những bộ uh, hay lẫn bộ không hay lắm, nó đều có thứ để mà mình uh, gọi là rút ra từ trong đấy. À, em xin phép chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bạn Thảo Anh. Thứ nhất là cảm ơn Phê phim đã đồng hành cùng em rất nhiều bữa cơm qua mùa dịch Covid. Ừ. Đầu là video tự hào nhất mà team từng làm và đâu là video đáng quên nhất mà team thực làm <laughs> đáng quên thì quá nhiều đáng quên nhiều đấy quên đến mức mà đáng, nhớ đáng quên là... thì sao nhớ được đúng không ừ. Ừ, tự hào nhất à uh, anh nghĩ vẫn sẽ là những cái kiểu do chính mình cũng khắt khe mà nên khó nhìn cái nào mà thực sự hài lòng ấy đấy. thì anh nghĩ là cái hài lòng nhất vẫn sẽ là những sản phẩm gần đây thôi ừ. bởi vì anh cảm thấy mình gần đây mình bắt đầu sang một cái giai đoạn mới mà mình đã chín chắn hơn và biết cách đưa cảm xúc của mình ra một cách khéo léo hơn còn những cái video của giai đoạn đầu thì anh cảm thấy vẫn còn cái tôi của mình trong đấy vẫn còn nhiều ừ, cái mục đích chưa phải là để thể hiện cái tình yêu của bộ phim nhiều bằng cái việc là mình muốn nâng cao quan điểm của mình đấy. đấy còn về 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 views thì có lẽ là chắc là về ý nghĩa lịch sử thì ít vẫn là cái video quan trọng nhất. đấy sẽ là cái anh nghĩ đến đầu tiên. ok thiếu tự hào đi thiếu tự hào thiếu tự hào thì uh, có lẽ tầm một năm trước anh sẽ trả lời được câu này nhưng mà bây giờ nhìn lại thì tất cả những cái đấy đều là cơ hội để anh grow ấy. Ừ. kể cả những cái anh làm anh thấy rất là sai thì nó cũng đều là một cái dấu hiệu để mà mình bắt đầu quay tàu lại đúng hướng. Ừ. thì có điển hình là review Wonder Woman 1984 chẳng hạn. đấy. thì hồi đấy là cái hồi mà bắt đầu cái sự nổi lên của content rich bit nghĩa là nó uh, nó nó nhử tức là nhử sự tức giận đấy. khi đó mọi người đang rất dễ khó chịu đấy bởi vì xã hội cũng đang lục đục đấy ở trên toàn thế giới đặc biệt là bên mỹ. khi mà mọi người đó khó chịu mà tìm được một cái người đang cùng khó chịu với mình và nói ra những điều tiêu cực thì nó uh, rất dễ để lôi cuốn mọi người thì anh khi đó chưa đủ hiểu về cái sự rich bed đấy và khi đó mình vẫn đang bị cái suy nghĩ là content cứ nhiều view và không thất đức quá thì là tốt và trong khi đó lúc đó mình cũng chưa trưởng thành đủ đến mức để biết thất đức hay là không thất đức là cái gì thì mình coi đấy là bình thường đấy thì ngay sau cái giai đoạn mà anh nhận ra cái đấy sai thì anh sẽ nhìn lại và thấy là ok sao mình lại có thể sai đến thế nhưng mà nhìn lại thì khi mà mình đã vượt qua rồi và đã biết là mình đã học được những gì từ nó thì có lẽ nó là một trong những cái video còn quan trọng hơn về cái, về cái sự phát triển của mình. Nó đánh dấu một cái cột mốc ừ. về sự thay đổi. Đúng, tư duy. không không có cái đó thì mình không thể gọi là chín hơn như bây giờ được. Ừ, đấy thì đấy hồi đấy cũng là do mình chưa biết cách để mà đối thoại với khán giả mà đúng không? Mình chưa hiểu bản chất của cái công việc mình làm và phải công nhận thừa nhận là phê phim do cũng là kênh đầu tiên nên là cũng đã được ném vào spotlight quá sớm đấy khi mà chưa được trao rồi khi mà chưa gọi là uh, tức là đáng lại cái sự phát triển nên chậm hơn một tí ừ. còn 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 cũng bị buộc phải lớn nhanh quá thì không thể tránh được việc va vấp câu hỏi uh, tiếp theo đến từ một bạn <laughs> là Markiener uh, các anh thật sự nghĩ bồ ra là cực phê ạ nhé yeah. OK anh trả lời cái này là cũng là cái nhắc đến rất nhiều nhưng mà đấy thì nó cũng như những cái video anh bảo là không tự hào cũng có lúc mà anh nhìn lại thấy là ở tại sao mình đánh giá cái đấy lúc đấy tóm lại nhá thứ đầu tiên là ai cũng có những lúc sai, thậm chí là Roger Ebert sai nhiều, Pauline Kael cũng sai rất là nhiều nhưng mà được cái là họ vẫn luôn nói đúng cái gì mà họ nghĩ ở bên Mỹ khi đó là một nơi mà kiểu có rất nhiều nhà phê bình khác nhau họ đưa ra một ý kiến về một tác phẩm và mọi ý kiến dù đúng hay sai dù uh, tức giận hay vui vẻ hay là có giá trị hay không nó đều là đóng góp chung vào cái cuộc đối thoại về cái việc là một bộ phim là như thế nào đấy thì uh, đấy do không may mắn là cũng không phải là không may mắn nhưng mà đấy phê phim thì ở trong spotlight là kênh gọi là một trong những kênh duy nhất làm thì tất nhiên là sẽ phải nhận một cái sự không hài lòng từ những người mà không thấy bộ phim đấy hay và anh thì cứ nhìn lại thì anh thấy ừ, thôi, khi đó đấy là đúng là cảm xúc của mình nhưng mà đúng là nó cũng dựa trên một phần về cái anh để bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Ờ, nhìn lại anh sẽ không thay đổi cái review đấy, không nên đúng không? Khi đó thực sự là thứ mình đang cảm thấy. Nhưng mà đấy nó như em đã nói là cái thông điệp của phim nó chẳng ai chạm đến mình và không thể phủ nhận là cái thông điệp đã chạm đến rất nhiều người ở Việt Nam, ừ, những người mà gặp phải cái mâu thuẫn về thế hệ, gặp phải cái mâu thuẫn với gia đình. Đấy là cái lý do mà những cái phim hiện tại như bây giờ, những cái phim lật mặt mới nhất đấy là một cái phim rất đơn giản về gia đình mọi người vẫn rất thích đấy thì ấy ở trong thời điểm đó đơn giản là anh chưa chưa đủ trình độ để mà phân tách 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 biệt cảm xúc với lại um, uh, cái cái kỹ năng chuyên môn nhưng mà về khả năng chuyên môn thì bố già cũng là một phim rất là tốt so với mặt bằng chung bây giờ và nhìn lại thì anh không biết cho bao nhiêu điểm uh, nhưng mà nó cũng đánh dấu một cái cột mốc của phim Việt Nam mà anh cảm thấy đáng để mà nhận được sự công nhận đấy em đồng ý em em thật ra có một cái tôn chỉ là em luôn muốn trung thành nhất với tất cả những gì mình nghĩ thay vì Thấy khán giả chê một phim mà mình cũng phải chê cái phim này em thấy đấy là một cái hướng đi mà cũng khá nhiều bên làm nói chung là nhìn lại thì sẽ ân hận ở chỗ tuy bây giờ ân hận cũng khó bởi vì hồi đấy anh không biết chưa biết những gì mà anh biết bây giờ nhưng mà đáng lẽ nên đào sâu hơn và nên bảo vệ cái ý kiến của mình ờ, chứ không đơn giản phô như thế yeah. ừ. có một uh, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn M Quân anh chị gặp phải những khó khăn gì khi phải tập trung đưa ra những lời đánh giá phân tích bằng những lập luận mang tính khách quan nhất ừ. để giữ một cộng đồng theo dõi Tóm lại là cái này anh gặp khó trong một thời gian dài bởi vì mình cũng chưa anh cũng chưa gọi là thiết lập được đủ về khán giả về cái hu xem phim của mình của mình ở đây của phim phim về, hay... về của anh của anh ờ, riêng với cái review chẳng hạn vâng. đấy rằng đấy tôi xem phim như thế này nên tôi có thể cảm thấy khác với các bạn ở điểm này điểm kia đấy thứ hai là cái kiến thức của mình cũng vẫn chưa đủ chắc câu trả lời đơn giản là lập luận một cách chặt chẽ nhất có thể và có tâm nhất có thể thôi và có bị phê phán thì cũng phải chịu Đấy, chứ không làm chỉ để gọi là tạo ra một cái luồng ý kiến tiêu cực. đấy nhưng mà đấy anh nghĩ là tất cả phụ thuộc vào trình độ. có những thời điểm anh đã nghĩ là ôi rồi, thật là thiếu công bằng. tôi đã nói ra như thế tại sao khán giả thấy thế này thế kia. nhưng mà anh nghĩ là mình luôn có thể cải thiện và kể cả mình không thích cái gì đó vẫn có thể nói một cách đủ duyên. đấy cũng có những cách khác mà không sai như là anh rất thích Pauline Kael ở chỗ là luôn nói đúng những gì mình tin và nói một cách rất khắt khe, gắt gao về những cái bộ phim, về những cái quan điểm của bà ấy thậm chí là khi chê những bộ phim mà anh cũng khen chẳng hạn như là Silence of the Lambs hay là nhiều phim khác. Ừ và nh chính những cái gọi là um, review những cái nhận định nó gọi là phân cực và nó khác biệt với mọi người như thế nó đóng góp rất lớn vào cái cuộc nói chuyện chung về một bộ phim mà đúng không? Và cái ý kiến của bái là có giá trị ừ. thì uh, đó anh nghĩ là phải phải cố gắng nêu ra đúng cảm xúc của mình với cái khả năng nhiều nhất có thể và với sự khéo léo nhất có thể còn uh, đấy phản ứng của khán giả thì hên xui yeah uh, câu tiếp theo thời gian ở đây có rất nhiều kênh nổi lên làm về phim vậy thì điều gì tách phê phim bản sắc của phim điều gì tách phim, phim ra khỏi những kênh còn lại anh vẫn tin là về mặt chất lượng về hình ảnh thì anh luôn luôn tâm huyết nhất ừ, các kênh khác không biết, không biết nhưng mà anh cảm giác thì anh cảm giác là anh đã làm tốt nhất có thể với anh với những gì mình có thể làm được rồi và cái standard của mình đã rất là cao rồi Nên là anh cảm thấy Nếu mà khán giả cảm nhận được cái sự tâm huyết đấy Qua những gì mình làm thì Đấy là cái tách biệt cái phim hỏi các anh khác Ok và chuyển sang phần tiếp theo Ở Phần này chúng ta sẽ nói về những cái nó Technical nó mang tính Liên quan đến sáng tạo hơn một chút Vậy thì câu hỏi đầu tiên của em ở phần này là Sau 7 năm Hơn 2.500 video suýt soát 1 tỷ views tức là sắp xỉ khoảng một video một ngày vậy thì cái bí quyết để giúp hai anh có thể sáng tạo liên tục trong một khoảng thời gian dài và đều đặn như vậy là gì và khi mà burnout xảy ra thì hai anh đối diện và xử lý vấn đề đấy như nào thực ra vấn đề burnout thì bất kỳ ai làm content cũng sẽ gặp phải cái đấy không tránh được tóm lại là cái cách để xử lý cái đấy nó vẫn chưa hoàn toàn nhìn ra được và mỗi người sẽ gặp một kiểu và phải xử lý cách khác nhau vì không phải writer nên anh vẫn với anh việc xem phim nó vẫn chưa phải là công việc ấy. với những writer phê phim thì cái việc họ viết họ xem phim nó thành công việc và cái đấy sẽ làm cho họ nhiều lúc chán phim kiểu xem phim là chết rồi mình phải viết review về phim này mình phải phân tích phim này nên là mình nó mất đi cái sự thưởng thức mà họ nên có còn anh thì luôn luôn cố gắng là vẫn giữ vị trí của một khán giả xem phim chứ không mới viết như này có một câu um, trong hôm phỏng vấn phê game bạn duy của nói với em là uh, cái việc vào phê game và làm làm content về game nó chỉ vui khi cái khoản chơi game thôi còn về sau khi mà mình nhận ra là ôi tôi phải chơi game và thậm chí đã chơi một cái game tệ và xong sau đấy tôi phải viết một bài kiểu 2 nghìn 3 nghìn từ về một cái game mà bản thân tôi không thích thì bước đấy là bước khó có anh đã từng gặp phải cái đấy là có những phim mình xem không thích tí nào và viết cũng không được uh, nặng tay mạnh tay quá với nó và thậm chí mạnh tay rồi mình cũng không muốn nói về một cái gì đó mà mình cảm thấy quá tiêu cực ấy đấy nhưng mà sau đó thì càng thời gian trôi qua thì anh càng thấy là anh nghĩ là anh càng thích phim hơn và điều đó sẽ bao gồm cả phim hay là phim dở anh sẽ thích hai phim dở hơn là một cái phim trả cho anh cảm xúc gì đấy bởi vì không cho cảm xúc gì thì anh sẽ chả có gì để mà viết cả ok những phim đấy thì hơi hơi khó để viết thật và sẽ không thoải mái thật ok thực ra nó vẫn có một cái kim chỉ nam ở chỗ là tại sao tôi không cảm thấy gì khi xem bộ phim này cũng là một cái đáng để viết nhưng mà nếu mà mình đã biết rõ quá rồi và vẫn là viết ra thì nó sẽ boring đấy nhưng mà về phim chán thì anh thấy hay ở chỗ là đấy rõ ràng nó đem cho mình cảm xúc và nó là một cái gì đó trong mình rất mạnh về phần con người mình mà mình chưa hiểu chưa ra được thì anh nghĩ là để mà đưa nó lên đưa nó ra trang giấy và mình thực sự gọi là đi đến một cái kết luận ờ, có thể khép cảm xúc đấy lại là một cái cơ hội rất là tốt để mà mình grow để mình phát triển Đấy, cho nên thi thoảng ấy vẫn cố tình đi xem những phim chán. <laughs> ừ. Uh, burnout thì anh đấy cũng là một cái cái mối quan hệ với burnout cũng là một cái rất quan trọng trong cái quá trình phát triển của phim. Thì đầu tiên có thể không burn tí nào bởi vì làm uh, nội dung vẫn tốt, uh, tức là view vẫn cao. Đấy và và mình vẫn đang hứng thú, vẫn có cái sự mầu nhiệm của phim ảnh đấy. đấy và và uh, khán giả cũng chưa có quá nhiều luồng ý kiến trái chiều với mình. Nhưng mà đấy một thời gian thì viết thì là cả ai cũng gặp phải hết ai cũng sẽ gọi là ghét những thứ mình viết ra thấy mình chả tiến bộ gì cả không bằng kênh này kênh kia đấy thì cái đấy tất nhiên là lúc đầu nản rồi nhưng mà sau đấy anh mới nhận ra đấy là cái cũng là may mắn của người làm content ấy là bởi vì writer's block hồi trước thì anh sẽ không giải mã được nó không biết tại sao nó lại xảy ra đấy và khi mà nó xảy ra thì quằn quại đau đớn và than thân trách phận đúng không nhưng mà giờ thì anh thấy là writer's block là một cái blessing Ừ, là là một cái dấu hiệu là có cái gì đó trong tâm lý của mình nó đang khúc mắc mà mình chưa vượt qua được đấy và mình bắt buộc phải vượt qua lúc đó phải đi tìm con đường thì đấy còn gì bằng đấy là anh nghĩ đấy là chả là cái phần quan trọng nhất của cái human experience hay sao bây giờ anh nhìn nó là một điều tuyệt vời và giải quyết bằng cái việc là uh, chính mình trung thực với cảm xúc của mình và với những người trong tim thì cố gắng là phải tạo cái môi trường và cái sự thấu hiểu và cái sự nhìn nhận một cách thực sự là để người ta có thể giải bày cái đấy với mình và mình giúp họ vượt qua ấy Thì anh không nghĩ là cái, cái trải nghiệm không tốt đấy nó nhìn lại nó tốt bởi vì nó vẫn nhắc nhở mình vẫn là người mình vẫn không phải một cái máy làm việc và anh kiểu càng ngày càng đón nhận những cái cảm xúc tiêu cực như là buồn hoặc là đau đớn trong tâm trí hay là thể chất bởi vì bắt buộc phải có ấy nhiều khi là mình sẽ bị nghiện cơn đau ấy vì cái cơn đau là cho mình nhận ra là mình đang grow sống sống hay những khi đi tập là đúng, cơ bản là như thế nhưng mà một khi vượt qua cơn đau đấy thì mình sẽ phát triển em đồng ý vậy thì uh, mọi người làm gì để truyền năng lượng cho team ví dụ team creative làm thế nào đấy có thể gọi là hun đúc ngọn lửa về tình yêu viết và điện ảnh ừ, thực ra với mỗi người sẽ mỗi khác đấy Ở anh nghĩ không ai giống ai ai cũng có những trải nghiệm cuộc sống riêng Ở một cái buổi đi chơi thì cũng không đủ để giải quyết đấy anh nghĩ nó vẫn chỉ là một cái vá lại vết thương ờ ừ, một cách rất là tạm thời. Đấy, như chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều content chữa lành ấy, kiểu kiểu như là uh, ra một cái gọi là cách diễn đạt mới về một cái vấn đề sẵn kiểu tức là một cái biến thể của hãy yêu bản thân hơn ấy. Đấy cái đấy trả giúp ai cả? Như Xin thể... phép uh, side track và uh, hỏi sâu hơn một tí về quan điểm của anh về content chữa lành là gì? <laughs> ừ, thực ra anh không xem nhiều đến thế. Đấy và chính anh cũng đã từng là nạn nhân của nó rồi. Đấy, và, và anh cũng không gọi là anh nghĩ là đủ cái vốn hiểu Để mà có được một cái phát biểu quá là uh, Tuyên ngôn quá là mạnh về nó đấy Nhưng mà anh có thấy một cái xu hướng Và chính anh đã mắc phải của cái việc là uh, Chúng ta vẫn chưa thực sự đối diện với Những cái vấn đề bên trong mình Vẫn tìm cách để mà tạm quên đi Những cái content này sẽ dẫn, sẽ dẫn Dễ có thể dẫn đến một cái gọi là sự phụ thuộc ấy ừ, Mà sớm muộn nó cũng sẽ không đủ để thỏa mãn mình Đấy mình sẽ theo đuổi mãi theo đuổi mãi hết cái này đến cái kia nhưng mà nó vẫn sẽ ở đó thôi bởi vì nó vẫn là một cách để trốn chạy nhiều hơn ừ. thật ra là em cũng thấy khá là ấn tượng với sự bùng lên kiểu rất là đột ngột của content chữa lành đặc biệt là nó bắt đầu em nhớ là giai đoạn covid thì sao ấy thật là đùng một phát và gần như là tất cả mọi người trên mạng xã hội ai cũng làm content về chữa lành có một cái bình luận hay là một cái post ở trên em đọc được ở trên mạng là như kiểu nó là một cái dạng kiểu uh, morphine à? tiêm vào một người đang rất đau đớn để giúp họ không cảm thấy đau nữa thì đúng như ý anh Giang vừa nói thì ok side track tạm thời một tí quay lại trục uh, chính có một câu hỏi mà không chỉ em đâu mà em nghĩ là cũng rất nhiều bạn rất là tò mò là thời gian đầu khi mà chỉ có anh Giang anh Nhân và một vài kiểu ví dụ một vài thành viên ít hỏi cùng viết thì cái quan điểm lúc đấy nó rất rõ để nhận ra khi mà team mở rộng có thêm nhiều writer có thêm nhiều quan điểm nhiều giọng nói khác nhau thì làm thế nào để có thể dung hòa cái đấy mà nó không bị đi quá xa khỏi giá trị cốt lõi của phê phim. đấy thực ra anh cũng đã nói rồi nói chung là để lan tỏa cái tình yêu về phim ảnh là được cái cái phê phim tức là một cách trùng hợp là nó, nó ra một cái tên rất là hay và mình sẽ luôn phải nó cũng là một cái để mà mình luôn cố phải live up to vấp chuối đấy ờ, để sống xứng đáng với cái tên đấy nhưng mà đấy trong một cái giai đoạn rất dài là không hiểu nó là cái gì lúc đầu thì hiểu rất đơn giản là uh, phê và phê tức là phê theo nghĩa là rất là thích ừ. và hai là phê bình nhưng mà thế nó vẫn hơi rộng đấy thì bây giờ anh nhìn thấy cái là Uh, cái, cái nghĩa phê mà thích thì nó quan trọng hơn đấy bởi vì phê uh, mà không thích ấy. à phê phê mà kiểu đánh giá ấy, thì hơi dẫn dễ dẫn đến tiêu cực đấy thì bây giờ với anh những cái writer nào thậm chí khác quan điểm với anh miễn là thể hiện được cái tình yêu với nó là được một cách thuyết phục Trung hợp luôn là hôm qua anh xem Lady Bird xem lại Lady Bird đấy thì có một cái um, của cái việc cái cô nhân vật chính của Sir Ronan ấy diễn viên em thích nhất đấy uh, thì cũng có nói là cô ấy rất 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 ghét Sacramento nhưng mà đến gần cuối phim thì cái bà sơ mới bảo là uh, uh, sơ xem các bài của con đọc các bài của con thì con, có thấy con ghét đâu đúng không bởi vì con nói về sacramento rất tỉ mỉ đấy thì đôi khi chẳng phải uh, tình yêu với sự tỉ mỉ với sự chăm chút attention nó là hai thứ giống nhau với anh miễn là đấy có được cái sự attention với cái thứ mình đang xem đấy và thể hiện nó đúng cách nữa đấy đúng cách cũng là quan trọng nhé bởi vì có những cái attention nó hơi bị tiêu cực ví dụ như các video anh ra kiểu như là wonder woman 1984 mà đã xóa đi rất nhanh Đấy đôi khi mình có những cái điểm mù và những cái định kiến cá nhân thì cũng không không tránh được Nên tìm cách để mà vượt qua để mà nhìn nhận nó đúng hơn đấy, Những cái tiêu cực cái đâu ra và không nên chĩa vào cá nhân đấy Cái đấy thì là anh học được Câu tiếp theo, phê phim đang có 1 triệu 800 subscribers, đang tiến đến 2 triệu Vậy thì khi mà cán cột mốc này, mọi người dự định làm gì không? Mọi người tầm quan trọng của cột mốc 2 triệu là đến đâu với phê phim? Con số sắp nó từng rất quan trọng với anh thì cái mức mà cái chỗ anh tập là nó có một cái máy cái máy nước máy nước nước ấy kiểu cho ấn vào để ra nước nhưng mà nó sẽ ghi là bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu chai nước ấy Tức ngày xưa cái con số ấy nó rất nó cao rất nhiều sắp với phim Nên bây giờ nó có 300.000 nghìn thôi nó rất ít hơn bây giờ nó không quan trọng với anh nữa rồi trăm nghìn chai nước á Ừ, thì mỗi lần ấn thì mỗi lần fill đầy một chai nước thì nó sẽ tính là một wow. thì sau bao nhiêu năm nó thành 100 trăm nghìn đấy wow thì hồi xưa luôn, luôn anh đếm luôn là so sánh ở phê phim gần bằng ai rồi yeah. kiểu thế. Bây giờ kiểu rất lâu rồi anh không để ý đến subscriber ấy. nên là với anh thì một khi đã vượt qua được cái mốc một triệu thì sau đấy nó không không quá quan trọng nữa. Anh cũng nghĩ nhiều như nhân đấy. Ừ và con số nó tương đối thôi mà đúng không? Đến một mức nào đó thì nó cũng không còn nhiều ý nghĩa. Ví dụ như bây giờ có một tỷ đô với trăm tỷ đô, em I mean đàn nói cũng không bao giờ tiêu hết trong cả đời em. Dạ em đồng ý. Em hỏi có đấy là bởi vì um, em nghĩ là cũng có rất nhiều bạn làm content và làm creative đặt con số là một cái kim chỉ nam ấy ví dụ như kiểu chúng tôi sẽ phải đạt được từng này views đạt đạt được từng này sắc, hoặc là rộng một tí là có thể đạt được từng này doanh thu thì em muốn hỏi là vị trí của những con số đấy nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái bộ máy cái quá trình quyết định xem là phê phim đi đâu về đâu làm như nào của anh có lẽ là 50% ừ, tóm lại là cũng đã từng qua nhiều giai đoạn khác nhau rồi ừ, tập trung con số hoặc là tập trung chất lượng nhưng mà tập trung cái nào quá cũng không được đúng không Đấy, con số không thì sẽ dẫn đến những cái con đường sai trái, như anh đã nói. Còn uh, không có con số đi chết đói, đấy, cho nên là anh nghĩ là cân bằng và là tốt nhất. Sweet spot, ừ. cố gắng tìm ra một cái sweet spot ừ. và cái đấy nó cũng sẽ em nghĩ là nó cũng sẽ rất là riêng với từng team. em nghĩ là mình cảm thấy ok thì nó ok. Ừ, đấy tóm lại là càng lớn thì càng thấy cân bằng là cái quan trọng. Nên tìm được cái điểm giữa giữa. Ừ. nhưng ngay phim mảnh cũng thế, nói chung là nghệ thuật quá không được đúng không? không không thể phá cách quá được nó vẫn phải tuân theo những cái quy luật nhất định vậy thì trong một cái môi trường làm việc sáng tạo em nghĩ là rất nhiều người sẽ có tư duy là chúng ta cần phải thả lỏng cho mọi người thích làm gì làm kiểu tự do tư duy thì lúc đấy mới sáng tạo được nhưng mà hai anh vừa nhắc đến và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kỷ luật em nghĩ là kỷ luật đấy áp dụng cả trong công việc vậy thì hai anh có thể chia sẻ là làm theo để có thể tạo ra một môi trường làm việc vừa sáng tạo nhưng lại vừa có sự kỷ luật được không anh nghĩ là nghĩ là bắt buộc phải có kỷ luật kể cả nó sáng tạo em ấy thì mình vẫn đang làm về một lợi ích chung để phát triển công ty phát triển mọi thứ thì buộc phải có kỷ luật không 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 loại được mặc dù đôi lúc cũng phải khắc khe một chút nhưng mà bắt buộc phải có vẫn là cân bằng thôi linh ạ ở ừ, với với mỗi người mỗi khác mà mỗi người lại có lý do riêng để người ta không viết được ừ. ai ở phê phim cũng cố để viết hết nhưng mà đôi khi gặp một cái bức tường quá lớn không vượt qua được làm thế nào được lúc đấy kể cả kỷ luật lúc đấy giao deadline muộn deadline phạt 10 triệu có khi cũng chả viết được đúng không viết là cái sao mà ép được đấy thì anh nghĩ là vẫn phải Uh, kỷ luật một phần nhưng mà vẫn phải gọi là tiếp cận theo hướng là hard to heart nhiều uh, nói chuyện và thực sự hiểu nhau đấy. và tạo một cái môi trường đủ tin tưởng nhau để dám chia sẻ những cái đấy bởi vì thực ra những cái vấn đề mà không viết được nó luôn cực kỳ nhạy cảm ừ, nó luôn cực kỳ personal đấy. thì vẫn là cái đó thôi vậy thì em nghĩ đây sẽ là câu hỏi cuối cùng em hỏi câu này thay cho rất nhiều bạn khán giả em nhớ là em nhận được câu này từ hồi em còn làm ở phim là trong một tương lai như nào thì phim sẽ có phim chiếu rạp à um dạp thì chưa biết nhé nhưng mà nếu mà phim uh, maybe là YouTube thì có thể không xa ừ. Ừ. maybe năm sau không biết ừ. drama wow <laughs> anh nghĩ như thế sẽ an toàn hơn yep. anh cũng không nghĩ là khi mà mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên bắt đầu một cái dự án mà minimum cũng phải 15 tỷ để giá giảm, ừ. giảm bây giờ ừ. why đúng không ra mà không thành công thì còn được nhà đầu tư nào nữa ừ. và chính mình cũng gọi là chưa được gọi là sát hạch cái khả năng của mình Ừ. Thì Youtube là một lựa chọn tốt ừ. Maybe năm sau yeah. Youtube sẽ rất happy với câu trả lời ừ. <laughs> Vừa rồi um, Và em nghĩ câu vừa rồi cũng là câu hỏi Cuối cùng Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay Vậy thì để wrap up thì Em xin phép Có câu hỏi nào mà đáng lẽ ra em nên hỏi Mà em ừ. không hỏi không? Tự hỏi mình nó hơi loser nhỉ Hơi <laughs> cringe Còn ok về trả lời câu hỏi Đấy anh nghĩ là tuy cái này anh chưa chuẩn bị Nhưng mà Có đôi lời về khán giả những người đã xem thì có lẽ là đa phần là cũng sẵn đã quan tâm và theo dõi phê phim rồi uh, nhiều thứ mà bọn mình nói về rồi đặc biệt là mình thì nó cũng chưa khớp với những gì mà uh, phê phim đã và đang làm nhưng mà đấy bọn mình muốn khẳng định là vẫn luôn cố gắng không phải là dùng cái này để biện minh nhưng mà cái việc mà uh, là người tiên phong và khi mà cũng chưa có cái gọi là chỉ dẫn nào ấy cho cái công việc mà mình bọn mình đang làm thì cái việc bọn mình đi sai là chuyện khó tránh được Đấy, và bọn mình cũng cố nhất để hạn chế những cái sai đấy và cố nhất để mà phát triển sau những cái đó uh, bọn mình muốn khẳng định là bọn mình vẫn luôn cố gắng đấy, để mà xứng đáng với cái tình yêu của khán giả có những lúc mà chưa thực sự là sống xứng đáng với cái sự cố gắng đấy, À sự, 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 sự yêu mến đấy thì uh, đấy bọn mình muốn đòi hỏi thêm sự kiên nhẫn đấy, còn cái việc gọi là phê phim bọn mình không còn quan tâm đến những gì bọn mình làm thì không bao giờ có nó cũng là một cái chặng đường uh, cần một chút thời gian và sự kiên nhẫn để trưởng thành sớm muộn bọn mình cũng sẽ ra một cái thứ mà tất cả mọi người đều rất thích và phải respect thì đó chỉ nói như vậy thôi cảm ơn anh Giang và cảm ơn anh Nhân vì đã nhận lời tham gia buổi nói chuyện hôm nay em không nghĩ ra được một cái gì hay hơn để nói rồi nên là cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã tham dự buổi nói chuyện hôm nay và cảm ơn hai anh rất nhiều một lần nữa phải nhắc lại là bởi vì nếu mà không có anh Giang và anh Nhân thì chắc chắn là em sẽ không có được ngày hôm nay và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho anh Giang anh Nhân và cho phim thì hãy để lại trong phía bình luận ở phía bên dưới nhé còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem xin chào và hẹn gặp lại bye bye thank you bye bye